Hello, xin chào các bạn. Các bạn ơi, chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này cùng với chị rồi. Nếu như mà các bạn lên xem rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé. Ngày hôm nay chúng mình có đề số 05 cùng với nhau. Có cá với cơm, mình quay quần giữa nước thơm, là buồn nhau mình những cây thơm. Hello, xin chào các bạn. Yêu thương thay những món quà, và em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao. Nên thôi, em cũng chỉ cần là mai đây anh luôn bên em, thương em cho dù đôi khi em hay câu có lên em. Hello, xin chào các bạn. Anh cùng em nhớ đến những ngày hôm qua, mai đây đau thương anh thay cho em, thay bằng mình yên nơi anh không chút lem nhem. Rồi, đợi 300 bạn, đủ 300 bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Mai cùng nhau chơi. Ngày hôm nay chúng mình có đề số 05. Ôi chị ho quá. Sợ quá. Mà em sắp sập nguồn rồi á. Sạc vào. Sạc một chút đi. Như Quỳnh ra xong tí xem. Đủ 300 bạn chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Chuyện ngày sau sẽ ra sao, nên thôi mai đây đâu nên em thương em, cho dù đôi khi em hay câu có lên men. Ok, xin chào các bạn. Đến những ngày hôm qua, mai đây đâu thương anh thay cho em, thay bằng mình yên nơi anh không chút lên nhem. Anh thương em có ai, cho dù đôi khi anh mãi cùng em chơi. Chị quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Rồi còn 20 bạn nữa chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. 15 bạn nữa ạ. Có xóa em ạ. Đến trưa ngày mai là chị sẽ xóa đấy. Đến trưa ngày mai là chị xóa rồi. Là sao em? Thế à? Có gì đâu. Chị hát xong các em tỉnh ngủ đúng không? Phải không? Chị hát theo xong rồi kiểu các bạn tỉnh ngủ à? Chị hát xong rồi các bạn tỉnh ngủ đúng không? Chị biết mà. Chị biết rồi đấy. Ok, lâu rồi mới có cái thời gian kiểu hơi rảnh rảnh một chút xíu cùng với các bạn như thế này. Chị nói thật luôn á. Thật sự là như vậy. Bởi vì mọi hôm á, là vừa phát vừa phải trong cái tâm thế là ôi, phải nhanh 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 lên các bạn đi học mất. Kiểu vậy. Nhưng mà ngày hôm nay được kiểu bình tĩnh hơn một chút xíu. Thế mà chị đang chuẩn bị trò chuyện một vài câu mà các em đã chị ơi đủ rồi, nhanh nhanh chóng chóng để học kiểu vậy. Ok, xin chào Diệp Hạnh, xin chào em. Không biết ở nơi đâu, chỉ muốn được anh đi đến tận cùng nơi đất trời thâm sâu. Ok, xin chào Như Hòa, xin chào Nguyệt Ánh. Chị cũng mê các em lắm, thật sự luôn đấy. Chị thích các em lắm, chị mê các em lắm, thật sự luôn. Các em giống như kiểu chân ái của cuộc đời chị luôn đấy, thật sự là như vậy. Không hiểu tại sao mà kiểu như là
cứ mỗi lần mà kiểu mệt mỏi như thế nào ấy, chỉ cần gặp các bạn thôi là cảm giác của chị bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, bởi vì chị biết rằng là chị phải mang cái nguồn năng lượng tích cực đến với các em. Chị hiểu được cái điều đấy là lúc nào chị cũng cố gắng đấy, thật sự luôn. Mặc dù là các em phải biết là ngày hôm nay chị đã có 4 ca liền rồi, và bây giờ thì chị vẫn đang ở đây cùng với các bạn. Thế à, xin chào các bạn của chị. Trăng gói đầu lên mây, chuyên hết rượu và mến cuốn cuộn nhìn đi để tìm đắm say. Thế à, xin chào Thảo Vân. Ừ, có gì thế em? Không biết ở đâu đâu, chỉ muốn cùng anh đi đến tận cùng nơi đất trời đằng sau. Vì yêu với đầm đầu. Thế à? À ok Minh Hiền ơi, chị sẽ xem lại bài của em nhé. Hình như các bạn khác là được trả hết rồi á. Ok, xin chào Hồng Khanh. Xin chào Phương Huệ. Chị mong là kiểu sẽ được gắn bó với các bạn thật là chặt cùng với các bạn trong một tháng cuối cùng này. Mong là như vậy nhá. Ai mà muốn học cùng với chị á thì nhanh chóng đăng ký khóa code đi. Khóa đấy học phí chỉ có 249.000 thôi. Đăng ký học khóa code đi, xong rồi chị em mình lại tiếp tục cùng với nhau kiểu nạp năng lượng cho nhau để tiếp tục chiến đấu. Không có cái gì quan trọng bằng cái việc là bây giờ chúng mình kiểu phải có năng lượng ấy, thật sự luôn ấy. Nên là mong là chị sẽ trở thành một cái điểm tựa về tinh thần dành cho các bạn. Chị mong là như vậy. Chị sẽ trở thành điểm tựa tinh thần dành cho các em. Thương chút rượu và mến cuốn muộn cuốn đi để tìm thêm say. Thêm lấy tay, chân chưa tình lâu nay. Không biết được bao lâu, chỉ muốn được cùng ngay đến tận cùng nơi trời đêm sau. Rồi ok, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. À, chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Và chị mong rằng là bài giảng ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn có được thêm những cái nguồn năng lượng tích cực và có được thêm những cái bài học cũng như là kiến thức bổ ích. Ok chưa? Chị sẽ để đến trưa ngày mai cho các bạn nha. Ok không? Được chưa? Ngủ luôn à? Rồi ok, chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá các bạn ơi. Chúng ta có một cái bài nghị luận, chúng ta có một cái bài đọc hiểu như thế này. Đã gần được 500 bạn rồi, đúng không ạ? 500 bạn ơi, đăng ký khóa học code cùng với chị đi. Đừng để chị học kiểu một mình đơn độc thế chứ. Chị rất là mong muốn có các em xuất hiện ở trong lớp của chị. Khóa học này thì chúng mình sẽ học cùng với chị bằng OBS ấy. Tức là các em sẽ nhìn thấy chị luôn. Nên là chị mong lắm, chị mong là các em sẽ đăng ký khóa học này cùng với chị. Chị nghĩ là đây là một cái khóa học vừa tiết kiệm chi phí mà giúp cho các bạn rất là nhiều thứ nữa. Đấy, thế nên là các bạn sẽ kiểu... Ô không, chị chia sẻ thật là như này. Hôm nay á, thì cũng có một bạn nhắn tin vào trong group, vào trong admin cho admin. Cũng có nói là chị ơi, nhà em hoàn cảnh khó khăn và em rất là muốn học mà em không có tiền để nộp học. Thế nên là chị cũng đã bảo bạn admin là nhắn lại với bạn ấy là nếu như mà nhà em thực sự là hoàn cảnh khó khăn thật thì chị ok luôn. Thật luôn đấy. Không biết là các em như thế nào nhưng mà chị ok luôn. Chị bảo luôn là ok, nếu như mà nhà em hoàn cảnh khó khăn thật thì chị đồng ý luôn. Thực sự luôn. Nhưng mà chị bảo là bây giờ em sẽ chụp cho chị một cái ảnh xác nhận hộ nghèo ấy. Thế xong rồi bạn ấy rất là hồn nhiên, bạn ấy bảo là chị ơi nhưng mà em không có, em nhà em chưa được cấp. Thế là chị mới bảo là trong những cái năm trước đã có rất là nhiều. Sau đó chụp cho chị cái xác nhận hộ nghèo và chị đã kiểu ok luôn mà. Chị cho bạn ấy vào học free luôn. Thật sự luôn ấy. Thực sự luôn. Chị đã bảo bạn ấy là kiểu sẵn sàng chị cho bạn ấy học free luôn. Và đúng là chị đã cho rất là nhiều bạn học free thật các em ạ. Chị nói thật đấy. Nên nhưng mà vấn đề ở chỗ là... Vấn đề nằm ở chỗ là gì? Nếu như mà các bạn mà không phải hộ nghèo ấy, thì các em đừng có nói ra cái câu như vậy. Được không? Nếu như mà các em không phải hộ nghèo thì các em đừng nói ra câu như vậy. Tại vì nếu như các em làm như vậy là các em đã cướp mất cái cơ hội của các bạn khác rồi đấy. Thực sự luôn. Thực sự luôn. Đấy, thế nên là chị rất là thẳng thắn. Chị thẳng thắn, chị bày tỏ cái quan điểm của chị luôn. Nếu như các bạn khó khăn,
chị sẵn sàng giúp đỡ. Sắp tới chị còn có cái event tặng sách cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn nữa cơ, mà các bạn ấy thực sự cần sách để học, chị sẵn sàng chị tặng. Và chị sẵn sàng chị cho các bạn ấy học free. Nhưng nếu bản thân các em không phải ở trong hoàn cảnh như vậy thì các bạn đừng nên như thế. Được không? Nhá. Nếu mà các bạn không ở hoàn cảnh như vậy thì các bạn đừng nên như thế. Được không ạ? Đấy là cái lời chia sẻ chân thành nhất của chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại ở trong cái đề ngày hôm nay cùng với chị. Được chưa nào? Đây, chúng ta có cái đề đọc hiểu như sau. Các bạn ơi, hành trang lên đường. Có một hòa thượng muốn đi học tập ở nơi xa. Sư thầy hỏi, khi nào con đi? Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ. Sau khi lấy giày con sẽ lên đường. Sư thầy trầm ngâm một lát rồi nói, nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên giày tặng cho con. Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người, nhưng ngày hôm đó có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc phòng thiền. Sáng hôm sau, lại có một người mang chiếc ô đến tặng cho hòa thượng. Hòa thượng hỏi, tại sao tín chủ lại tặng ô? Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn. Sư thầy nói với tôi, liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô? Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại. Giờ buổi học đã kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng. Giày cỏ và ô đã đủ chưa? Đủ rồi ạ. Hòa thượng chỉ vào đống ô và đống giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ ở góc phòng. Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được. Vậy sao được? Sư thầy nói, trời có lúc mưa lúc nắng. Có ai tiên liệu được rằng con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió, nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao? Ngừng một lát, ông lại tiếp tục. Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối. Mai, ta sẽ nhờ lời tín chúng, quyên thuyền, con hãy mang theo. Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất nói, đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ. Được không nào? Đây là một cái phần đọc hiểu mà chị cực kỳ là tâm đắc, thực sự luôn đấy. Khi mà làm cái đề này thì chị cực kỳ tâm đắc với bài đọc hiểu này, bởi vì chị nghĩ là nó rất là giống với các em, giống với rất là nhiều bạn đang ngồi xem cái phần livestream này. Và để chúng ta xem nhá, chúng ta sẽ xem cùng với nhau xem là thực sự là cái bài học, ý nghĩa bài học của cái văn bản mà chị vừa chia sẻ với các bạn, cái câu chuyện mà chị vừa chia sẻ với các bạn là gì nhá. Trước tiên, chúng ta có phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. Đã là phương thức biểu đạt chính thì chỉ có một thôi ạ. Đúng không ạ? Và như chị đã nói, đây là câu chuyện thì chắc chắn nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là gì nhỉ các bạn nhỉ? Nó sẽ là tự sự. Ok chưa nào? Nó sẽ là tự sự. Ok chưa? Nhá. Tiếp tục. Câu hỏi số 2. Theo văn bản, vì lý do gì mà anh học trò lại chưa thể lên đường đi học xa ngay? Đây là phần chúng ta tìm ngữ liệu trong văn bản. Hãy nhớ nhá, chú ý vào đây này. Theo văn bản, được không ạ? Câu số 3 là theo anh chị. Vậy thì câu số 2 ấy, mình phải dựa vào phần văn bản. Ok chưa? Mình phải dựa vào phần văn bản. Tại sao mà anh học trò lại chưa thể lên đường đi học xa được? Tại vì sao nhở? Tại vì là chúng ta lưu ý giúp chị này. Anh ấy nói rằng là đi đường xa đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ để có thể lên đường, được không ạ? Chưa thể lên đường đi học xa là vì đường xa mà giày cỏ thì còn chưa đan xong. Ok chưa? Nhá. Đúng câu này các bạn tiếp tục được 0,5 điểm. Vậy là đã có một điểm chống liệt rồi đấy. Ok chưa? Nhặt điểm không hề khó, phải chịu khó làm để nhặt điểm. Nhá. Các bạn nhá, lời khuyên của chị dành cho các bạn ngày hôm nay. Được không? Nhặt điểm không hề khó, nên hãy chịu khó để nhặt điểm. Ok chưa? Rồi, tiếp tục này. Theo anh chị, ý đồ của sư phụ được nhắc tới ở đây là gì? Chúng ta thấy rằng là đây, anh ấy đã nói rằng là đây gì ạ? Mới hiểu ra được ý đồ của sư phụ. Thì ý đồ của sư phụ ở đây là gì? Đó là gì ạ? Ý đồ của sư phụ ở đây chính là cái lời nhắc nhở.
Lời nhắc nhở gì ạ? Là anh học trò chưa đủ quyết tâm để lên đường đi học, chứ không phải vì những vật ngoài thân chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đúng không ạ? Là anh học trò chưa đủ quyết tâm để đi học. Chứ không phải vì những vật ngoài thân chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đúng không? Những vật ngoài thân chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ok chưa? Nhớ giúp chị nhá. Được không ạ? Nhớ giúp chị nhá, chính xác. Đó chính là cái sự thiếu quyết tâm đến từ anh học trò này. Được không nào? Rồi, xong cái phần này, chúng ta có một điểm nữa. Hai điểm rồi đây. Ok chưa? Hai điểm về đội của mọi người rồi đây. Nhá. Câu tiếp theo này. À, thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh chị được rút ra từ văn bản trên là gì? Thì ở đây chúng ta có thể thoải mái đưa ra những cái thông điệp theo ý kiến riêng của các em. Nhưng mà các bạn có thể xoay quanh những cái nội dung đó là: khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng nhất không phải là những vật ngoài thân được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà là bản thân mình đã đủ quyết tâm hay chưa. Hay là khi có mục tiêu, hãy cứ đi và mang theo trái tim của mình lên đường. Mục tiêu dù ở xa bao nhiêu, nhưng đường ở ngay dưới chân mình. Cứ đi, rồi bạn sẽ đến. Ok chưa ạ? Nhá. Cứ đi, rồi bạn sẽ đến. Sau đó các bạn sẽ đưa ra cái sự lý giải phù hợp là ok. Được chưa? Thì đấy là những cái phần mà các bạn có thể lưu ý giúp cho chị. Các em có thể đưa ra những cái bài học, cái thông điệp ý nghĩa nhất đối với các em, đó chính là lòng quyết tâm chẳng hạn. Đúng rồi Trung ạ. Lòng quyết tâm, được không ạ? Sau đó chúng ta giải thích, phải không ạ? Trong cái hành trình cuộc đời của mình, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn thử thách. Thế nên hãy giữ cho mình lòng quyết tâm, bởi đây là một trong những cái yếu tố, một trong những cái điều tiên quyết để bạn có thể đến với thành công của chính mình. Ok chưa? Nhá. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đến. Đấy là cái câu, xong phần này chúng ta tiếp tục được một điểm nữa. Qua cái bài đọc hiểu này, chị muốn gửi gắm đến các bạn câu chuyện gì? Chị muốn gửi gắm đến các bạn thông điệp gì? Bản thân chị thì... bản thân chị thì cảm thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm chúng ta muốn làm một cái việc gì đấy, nhưng mà bản thân chúng ta thì lại viện vào gì ạ? À, bản thân chúng ta thì lại viện vào những cái lý do khác nhau, được không? Bản thân chúng ta lại viện vào những cái lý do khác nhau để chúng ta vin vào những cái lý do khác nhau để chúng ta nói rằng là chúng ta sẽ từ từ rồi làm việc này, mà không có được một cái lòng quyết tâm. Nó rất giống với câu chuyện của các bạn trong việc học. Các em nói rằng là: chị cứ yên tâm, em sẽ từ từ em học. Kiểu vậy, đúng không? Em sẽ từ từ em học, kiểu thế. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là gì? Cái vấn đề nằm ở chỗ là các bạn... gì ạ? Các bạn không quyết tâm trong cái việc đấy. Được không? Các bạn không quyết tâm trong cái việc đấy. Được không ạ? Không quyết tâm trong cái việc là chúng ta cần phải học ngay bây giờ và phải học ngay lúc này. Các bạn nói là thôi, để em lướt Facebook thêm khoảng độ 30 phút nữa thôi, 9 giờ em sẽ học. 9 giờ xong lại bảo là em sẽ kiểu như là đi đánh răng rửa mặt xong vào kiểu cho tinh thần sảng khoái cho em sẽ học. Xong tiếp tục lại bảo là sau khi đánh răng rửa mặt xong lại tiếp tục cầm cái điện thoại và nói là em sẽ chỉ xem nốt một cái đoạn này thôi, xong em sẽ học, kiểu vậy. Và cuối cùng kết cục là chẳng học được cái gì. Đúng không ạ? Chẳng học được bất cứ một cái gì hết. Luôn luôn là như thế luôn, chị nói thật. Thực sự luôn đấy. Luôn luôn là như vậy. Thì chị cảm thấy rằng là các em phải thay đổi cái tư duy của mình đấy. Chị nói thật đấy. Các em phải thay đổi tư duy của mình đấy. Các em sắp thi đến nơi rồi, còn có 40 ngày nữa thôi. Tại sao mà các bạn lại có cái thái độ học hành như vậy?
Đây, ở trong cái group đây, 3.000 người, mà bây giờ có 500 người lên học thôi. Thực sự là như vậy đấy. Bây giờ chỉ có 500 người lên học thôi. Vậy thì tại sao các bạn lại có cái, tức là cái chị cảm giác em không quyết tâm á. Cái câu ngày mai, cái câu để một lát nữa, một chút xíu nữa, là cái câu mà chị rất hay nghe từ các em. Các em viện cớ là hôm nay các em hơi mệt, các em phải đi học nhiều. Các em biết không, mỗi ngày các em học 2 tiếng, nhưng có những người mỗi ngày học 4 tiếng. Mỗi ngày các em viết một bài văn, nhưng có những người họ viết 5 bài văn. Mỗi ngày các em làm một đề toán, nhưng có những người người ta làm 5 đề toán một ngày. Có những ngày mà các em ngủ được có 5 tiếng, nhưng cũng có những ngày những người khác người ta chỉ có 3 tiếng, 4 tiếng. Vậy thì tại sao? Tại sao lại như thế? Đúng không ạ? Tại sao lại khác nhau ở chỗ là họ có được thành công mà các em thì không? Tại sao mà họ thành công mà em lại thành công? Em không bao giờ em được. Nói chung là nếu như mà nhìn vào những người thành công ấy, thì em đừng bao giờ thể hiện cái thái độ là à vì họ như thế này nên họ mới được như thế. Mà hãy làm gì ạ? Hãy tự vấn lại chính mình đi, là các em thực sự là các em đã cố gắng hay chưa. Còn về phía bản thân của chị cũng phải thú thật với các em là bản thân chị cũng đã từng có rất là nhiều lần mà chị trì hoãn về những cái quyết định của mình. Nhưng mà sau này thì chị nói rồi, sai đến đâu thì mình sửa đến đấy. Mình chỉ sợ ấy là mình không dám sửa thôi. Còn nếu như mình mà sửa ấy, thì mình vẫn còn kịp. Thế nên là sau đấy, sau những cái lần mà chị trì hoãn và giống như kiểu là chị bảo là chị phải thức dậy, chị phải làm việc này và chị phải làm cho được. Thế là chị quyết tâm hơn, chị quyết tâm bắt đầu chị bắt tay vào làm. Chị làm. Thế xong rồi bản thân chị ấy cảm thấy kiểu vui lắm. Sau những lần mà chị kiểu vượt qua được những cái lần mà bản thân mình trì hoãn như vậy ấy, chị vui cực, chị nói thật đấy. Cái cảm giác kiểu hạnh phúc lắm. Hạnh phúc là bởi vì kiểu mình vượt qua được bản thân mình thêm một lần nữa rồi. Đó. Thế nên là chị thấy là kiểu hạnh phúc, vui vì cái điều đấy ấy. Và sau đấy thì chị thấy rằng là mình sẽ tiếp tục những lần sau. Những cái lúc mà mình cảm thấy mình thiếu ý chí quyết tâm như vậy, mình sẽ nhớ lại cái giây phút mà mình đã tự hứa với bản thân mình như thế nào. Thế nên là chị kiểu chị lại cố gắng tiếp. Và đến thời điểm hiện tại thì chị hài lòng với cuộc sống của mình, chị nói thật. Đối với bản thân của chị thì chị ngại cái việc bon chen lắm. Chị ngại cái việc kiểu ồn ào lắm. Thế nên là chị cứ tăng, chị làm việc ngày qua ngày thôi. Thực sự luôn. Chị cứ tăng, chị làm việc ngày qua ngày. Và chị cũng ngại bon chen, ngại tranh cãi, ngại mọi thứ lắm. Thật sự luôn ấy. Chị không biết là các em như thế nào. Nhưng mà chị nói thật là bản thân chị là người như thế ấy. Chị có thể nói với các em gay gắt như thế này thôi. Nhưng mà về thực chất thì chị hiền như bụt, chị nói thật. Không biết là các bạn có tin không, nhưng mà chị nói thật đấy. Kiểu như là gì, chị thật sự luôn á. Chị chỉ muốn là chị tập trung vào cái việc mình làm thôi ấy. Còn tất cả những cái gì mà kiểu ở xung quanh chị ít khi chị kiểu quan tâm á. Đó, thực sự là như vậy. Nhưng mà chính vì cái điều đó, chính vì cái việc là chị không quan tâm đến những cái điều xung quanh, nên là chị cực kỳ quyết tâm cho những cái việc chị làm. Và chị mong là các em cũng sẽ như thế. Chị nói thật, chị mong đấy. Thực sự mong luôn là các bạn sẽ thay đổi cái góc nhìn của mình trong 40 ngày còn lại. Bởi vì là chúng mình làm gì còn nhiều thời gian nữa đâu. Thay vì việc là các bạn cứ đi, kiểu tức là các bạn cứ làm những cái việc gì nó không hữu ích ấy, không có tác dụng á, thì các bạn hãy tập trung vào việc học. Được không ạ? Hãy tập trung vào việc học. Rất là ít khi chúng mình có thời gian chị ngồi với các em để chia sẻ như thế này. Thậm chí đây là lần đầu tiên ở trong cái khóa học free này mà chị ngồi chị chia sẻ cùng với các bạn, đúng không? Chị nói thật luôn ấy. Đây là lần đầu tiên chị ngồi và chị chia sẻ với các bạn. Chắc là sẽ không có lớp hai được. Chỉ còn 2 buổi nữa thôi là kết thúc rồi. Chúng mình chỉ còn 2 cái đề nữa thôi là kết thúc cái khóa học miễn phí này rồi. Chị nói thật. Thế nên chị cũng mong là ngày hôm nay, nếu như mà những cái điều mà chị đang nói ấy, nó là một cái gì đấy mà động lực thúc đẩy các bạn, thúc các bạn về phía trước ấy, thì chị mong là các em sẽ nỗ lực. Đừng bỏ cuộc. Được không? Đừng bỏ cuộc. Bởi vì nếu như mà các em bỏ cuộc á, thì các bạn sẽ không còn gì bây giờ cả. Nhá, được không ạ? Tỉnh táo lên đi. À, đứa nào đang buồn ngủ thì ra rửa mặt đi. Đứa nào đang buồn ngủ ra rửa mặt đi. Được không? Không giục chị. Chị không thích sống vội, chị thích sống chậm cơ. Không được giục chị. Nhá. Ok không? Không được giục chị sống chậm lắm. Nhưng nói chung là kiểu như so với mọi người ấy, thật sự luôn á. Đấy, điện thoại chị đang pin yếu rồi nè.
không sao, mình nếu chị lại sạc lo gì. Nhưng mà vấn đề là như nào nhỉ? Như vấn đề là nằm ở chỗ là chị sống chậm lắm. Thế nên là chị mong là mấy đứa sống chậm lại chút xíu đêm hôm rồi nhỉ. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại nhá. Được không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại đây. Chị biết rồi, chị xin lỗi các em, chị sai rồi, chị xin nhận lỗi. Rồi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ có cái đề, chúng ta sẽ có cái phần tiếp theo ở trong cái công nghị luận xã hội này ạ. Lag rồi á.